Các bác nhìn thấy là đèn gầm nhiệt độ màu 4300 đến từ G1 Ultra này, sáng hơn đèn nguyên bản trên khá là nhiều. Em xin chào các bác, chào mừng các bác đã trở lại với Auto 365 Mỹ Đình. Em là Phương. Đây là xe Ford Everest 2024 bản Titanium các bác nhá. Một phiên bản trên có là bi LED rồi. Tuy nhiên thì đây là bi gầm. Bi gầm của dòng này nó rất bé, nó chỉ khoảng 2 inch thôi. Nguyên bản thì khoảng 2 inch. Mà độ sáng của cái dòng bi LED phía trên này hơi tối, rất là tối, thì em sẽ cho các bác xem những bản rất tối, chưa đủ để cho bác chủ di chuyển trên đường. Do vậy cái việc mà nâng cấp một cặp bi gầm thay thế, hỗ trợ cho cặp bi pha cốt ở trên là rất cần thiết. Nên bác chủ xe đã lựa chọn Auto 365 chi nhánh Mỹ Đình để thi công một cặp bi gầm. Nguyên bản nó rất là nhỏ ở đây và không có tác dụng gì. Đấy, hơi sáng một chút xíu thôi. Đấy, nên do vậy là bác đã lựa chọn G1 Ultra đến từ thương hiệu của Auto 365 Mỹ Đình. Nên bây giờ em sẽ sử dụng đèn chiếu sáng, bật cái đèn này lên. Em sẽ bật đèn này lên để xem độ sáng nào. Và đồng thời chúng ta sẽ so sánh với lại đèn gầm đã độ ở phía dưới các bác nhá. Đây là đèn cốt các bác nhá. Đèn cốt nguyên bản của xe nó chỉ được như này thôi. Đấy, rất là yếu. Nên là những bác mà hay đi ra ngoài khu đô thị hoặc về những miền quê thì thực sự là rất là kém về độ sáng. Đặc biệt là bác chủ xe đến từ Nghệ An cũng thường xuyên di chuyển trên cao tốc về Nghệ An. Đấy, do vậy là cái nhu cầu nâng cấp một cặp đèn gầm hỗ trợ đèn pha cốt là rất cần thiết. Bây giờ em mở đèn gầm cho các bác xem. Đấy, bật đèn gầm nào em ơi. Đấy, các bác nhìn thấy là đèn gầm nhiệt độ màu 4300 đến từ G1 Ultra này, sáng hơn đèn nguyên bản trên khá là nhiều, chắc phải gấp 3 lần đến 4 lần các bác nhá. Đèn này tích hợp luôn chế độ pha. Đấy, đã pha, ok, rất là sáng luôn. Thế thì cặp đèn gầm này 4300 nó sẽ phù hợp cho các bác trong trường hợp mà chúng ta đi trời mưa, sương mù, đó, đường sẽ quan sát tốt hơn. Ngoài ra thì cái điểm lưu ý là bọn em thi công, các bác nhìn lại độ như zin, rất là thẩm mỹ, cực là thẩm mỹ luôn bác nhá. Thi công hơi mất thời gian một chút, mất tầm 4 đến 5 tiếng vì là cái phần dưỡng zin của xe này bên em sẽ phải đổ lại để nó được to hơn vì nguyên bản nó rất bé bác nhá. Đấy. Các bác quan tâm giải pháp tăng sáng cho dòng xe Ford Everest hay những dòng xe khác nói riêng thì vui lòng bình luận bên dưới hoặc liên hệ với em Phương Auto 365 Mỹ Đình. Em sẽ tư vấn các bác nhiệt tình và chi tiết cụ thể. Em xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.